Các bạn lưu ý là chúng ta cắm kịch lỗ khoan và đồng thời vừa cắm vừa xoay để cho keo sẽ bám đều vào thanh thép cũng như là bám đều vào thành lỗ khoan, đảm bảo được cái độ kết dính tốt nhất. Và khi mà chúng ta cắm vào thì keo đã tràn ra miệng lỗ, như vậy là đã đạt được cái yêu cầu rồi. Vâng, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tư vấn Xây dựng. Và ở cái video trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta thi công khoan ghế thép bằng keo Hinti RE100. Và ở video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta thi công khoan ghế thép bằng keo Hinti RE500V3, một cái sản phẩm nữa của hãng Hinti. Và để thi công khoan ghế thép được thì chúng ta cần những cái vật tư cũng như là trang thiết bị gì? Đầu tiên về máy móc thiết bị thì chúng ta cần có là một chiếc máy khoan này. Và chúng tôi sẽ sử dụng máy khoan của hãng Hinti. Và một chiếc máy thổi này. Chúng ta vệ sinh lỗ khoan. Một chổi lông chuyên dụng. Một thanh thép mẫu. Một chiếc thước này. Ta đo chiều sâu. Bút đánh dấu. Một cục bê tông mẫu. Một tấm để chúng ta tiến hành là bơm mẫu keo. Chiếc súng HDM500. Chiếc bơm keo chuyên dụng của hãng Hinti. Và đặc biệt là chúng ta sẽ sử dụng keo là keo Hinti RE500V3, như các bạn đã thấy đây. Và hôm nay chúng tôi sẽ thi công là khoan cấy mẫu là thép D10. Và chúng tôi sẽ khoan với chiều sâu là 10D, là 10 phân. Và sử dụng mũi khoan là chúng tôi sẽ sử dụng mũi khoan là mũi khoan 14. Như thường lệ trước khi chúng tôi thi công thì chúng tôi sẽ tiến hành là đo kích thước trên mũi khoan và kích thước ở trên thanh thép mẫu. Tôi sẽ tiến hành đo. Sau khi mà tôi đã đánh dấu xong kích thước ở trên mũi khoan cũng như là kích thước ở trên cái thanh thép mà chúng ta làm mẫu, chúng tôi tiến hành là thi công khoan trên cái cục bê tông mẫu này. Tôi tiến hành là lắp mũi khoan vào máy khoan. Chúng ta tiến hành là đo cái chiều sâu của lỗ khoan. Đo chiều sâu để làm sao vừa mới kích thước mà chúng ta đã đánh dấu ở trên cái vật thể thép. Nếu mà chúng ta đo chiều sâu mà không đạt thì chúng ta có thể khoan lại. Bề mặt của lỗ khoan đã bằng với vị trí chúng ta đánh dấu, như vậy là đã đạt rồi. Và chúng ta có thể thi công vào các bước tiếp theo. Sau khi mà chúng ta đã thi công là khoan tạo lỗ như vệ sinh, rồi đo kích thước đảm bảo so với kích thước mà chúng ta đã đánh dấu ở trên cái thanh thép mẫu. Bước tiếp theo, thi công bơm keo Hinti RE500V3 vào lỗ khoan.
Đây là cái tuýp keo mà sau khi mà tôi đã bóc ra thì bên trong thì sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng keo này. Một tuýp keo này, hai thành phần và được đóng gói ở trong tuýp như thế này và hai thành phần tách biệt. Và đây là vòi hòa trộn keo. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp keo Hinti RN 500V3 vào súng. Bóp lẫy. Gỡ hộp mà đựng keo ra. Tiến hành cho keo vào súng. Lắp vòi hòa trộn vào keo. Đóng hộp đựng keo vào súng. Bóc cò. Và để tỷ lệ keo được hòa trộn tốt nhất, tôi sẽ bơm bỏ 3 mẫu ra cái vật thể trắng đây cho các bạn dễ quan sát. Sau khi mà chúng ta đã bóp đến mẫu thứ 3 ra được kết quả là màu hồng nhạt như này là đã đạt được cái tỷ lệ hòa trộn tốt nhất rồi. Chúng ta sẽ bơm keo vào lỗ khoan. Các bạn cắm kịch vào trong lỗ. Bơm theo tỷ lệ là 2/3 và từ dưới lên. Ta bơm mới một lượng keo đầy vào lỗ khoan đạt rồi. Ta sẽ bấm vào lẫy để ngắt quãng cái quá trình keo sẽ tràn ra vòi. Tôi sẽ lấy thanh thép mẫu để tiến hành cắm thép vào trong lỗ mà chúng ta vừa bơm keo xong. Các bạn lưu ý là chúng ta cắm kịch lỗ khoan và đồng thời vừa cắm vừa xoay để cho keo sẽ bám đều vào thanh thép cũng như là bám đều vào thành lỗ khoan, đảm bảo được cái độ kết dính tốt nhất. Và khi mà chúng ta cắm vào thì keo đã tràn ra miệng lỗ, như vậy là đã đạt được cái yêu cầu rồi. Và đây là kết quả sau khi mà chúng ta đã tiến hành thi công khoan cấy thép bằng keo Hinti RE 500V3. Và các bạn muốn kéo test để kiểm tra độ bền giữa môi nối thì các bạn có thể đợi 24 giờ thì chúng ta có thể kéo test được. Ngoài ra thì các bạn muốn thi công nhanh buộc sắt hoặc là chúng ta làm các công đoạn nhanh thì các bạn đợi 4 giờ tiếp theo thì chúng ta có thể thi công được. Trên đây là toàn bộ quy trình hướng dẫn thi công khoan cấy thép bằng keo Hinti 500V3. Và mọi ý kiến thắc mắc thì các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video hoặc là các bạn có thể gọi điện trực tiếp qua hotline là 0945 000 855 và truy cập vào cái trang web là www.hintihanoi.vn để biết thêm nhiều cái sản phẩm, cách thức thi công của từng loại keo khác nhau. Và hãy đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ kênh Tư vấn Xây dựng tôi có thêm động lực để ra nhiều cái video hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho các bạn nhiều cái sản phẩm khác nữa. Và rất cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn ở cái video tiếp theo.